Thì như thế này ạ. Trước khi mà chúng ta đi vào nội dung của phần thứ hai là thủ tục sau thành lập doanh nghiệp, chúng ta sẽ làm cái giấy tờ là làm cái gì? Thì chúng ta sẽ quán triệt với nhau về phương pháp học thực hành ở lớp chúng ta nhé. Là xuyên suốt trong các buổi thực hành của tôi, đúng không ạ? Thì tôi sẽ mô phỏng tình huống cho chúng ta như là thể chúng ta là một kế toán tại một doanh nghiệp. Được chưa? Thì phần thứ nhất, ví dụ như ở trang thứ hai này, các bạn sẽ nhìn thấy phần thứ nhất tôi đang mô phỏng của chúng ta này. Đó là đầu tiên tôi sẽ hướng nghiệp cho chúng ta xem là chúng ta sẽ đi làm cơ hội nghề nghiệp là gì. Đó thì như những cái vừa nãy tôi chia sẻ với chúng ta rồi, được chưa? Và sau khi đó giả định rằng là chúng ta đã chọn được một công việc ở đây là các bạn làm kế toán trong doanh nghiệp, thì bài tập của chúng ta cũng như là các nội dung mà tôi sẽ hướng dẫn chúng ta ở đây thì nó xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp luôn, từ những khâu là doanh nghiệp thành lập, đúng không ạ? Từ những khâu là doanh nghiệp thành lập này, cho đến về sau ở những cái khâu phần hành khác, ví dụ như là phần hành về tiền lương, phần hành về hóa đơn, bán hàng, tài sản, rồi là kiểm toán, đúng không ạ? Tổng hợp báo cáo và đến phần mà quyết toán thuế. Thì chúng ta sẽ đặt cương vị mình là một doanh nghiệp để chúng ta đi với doanh nghiệp này từ đầu khi mà doanh nghiệp thành lập cho đến những cái khâu sau cuối liên quan đến việc làm sao doanh nghiệp chốt số liệu, kiểm toán và thực hiện quyết toán thuế. Được chưa? Thì trong cái tài liệu này của tôi thì tôi cũng đã cho chúng ta toàn bộ những cái dữ liệu thực tế rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy trong tài liệu này nó có rất là nhiều các cái dữ liệu này, đúng không ạ? Sao kê, rồi hóa đơn này, rồi là các cái báo cáo tài chính cũng ở trong này. Thì nó là số liệu minh họa. Và cái khóa này tôi có ngồi tôi viết lại cái tài liệu này rồi để tôi cập nhật một số điểm. Thì đấy là quán triệt về cái cách thức mà chúng ta sẽ thực hiện học với nhau nhé. Và qua mỗi một buổi thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta cởi mở và gợi mở cho nhau dần ra các cái kỹ năng cần thiết ở các cái phần hành. Được chưa? Chúng ta cứ yên tâm là nó từ đầu đến cuối là nó sẽ đi hết được một cái quy trình hoạt động của doanh nghiệp, để chúng ta có thể có một cái nhìn tổng thể và biết được rằng là công tác thực tế tại doanh nghiệp thì nó sẽ đi từ đâu đến đâu. Được chưa? Nhá. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi giải quyết cái vấn đề về cho những cái doanh nghiệp mới thành lập. Và có lẽ là đây là một cái rất là quen thuộc với lại những bạn mà chúng ta làm kế toán mới. Thì chúng ta hiểu rằng là bất kỳ một doanh nghiệp nào có hoạt động to lớn đến đâu thì cũng phải trải qua quá trình đầu tiên, đó là quá trình thành lập doanh nghiệp. Đúng không ạ? Và khi mà quá trình thành lập doanh nghiệp như vậy rồi thì các startup luôn luôn cần đến đó là công tác kế toán tổ chức ban đầu. Doanh nghiệp mới thành lập mà, startup đúng không ạ? Thì nội dung cái phần thứ hai này của chúng ta sẽ xem rằng là với một doanh nghiệp mới thành lập thì chúng ta cần phải làm những gì. Được chưa? Vì sao mà phần này tôi lại phải đưa ra vào dạy? Tại vì là có rất là nhiều các chị, mà kể cả các chị đã làm kế toán rất là lâu năm rồi, thì cho các chị làm một đơn vị, các chị cứ làm quen như vậy thì các chị làm được. Nhưng ví dụ giả sử với một cái bối cảnh khi các chị có một cái cơ hội là đang có ba người bạn của mình chẳng hạn, hoặc thậm chí kể cả là chúng ta thôi, đang có người bạn của chúng ta bây giờ đang muốn mở một startup mới, một cái mô hình kinh doanh mới, và đang rất cần một người để làm kế toán cho họ, nghĩa là đi với họ từ những bước ban đầu, được không ạ? Thì vấn đề ở chỗ là như vậy, thì khi mà đưa các chị đấy vào cái bối cảnh đó thì để có một cái nhìn tổng thể là doanh nghiệp sau khi thành lập cần phải làm những cái gì thì có khi người ta chẳng biết đâu. Bây giờ người ta không biết bắt đầu từ đâu cả. Và đấy chính là cái mà lý do tại sao mà tôi đưa bài này vào. Đấy là để cho chúng ta sẽ hiểu là quy trình sau khi một doanh nghiệp thành lập thì chúng ta phải làm những cái gì. Được không? Đấy. Thế thì để mà chúng ta hiểu được cái đó nhá, thì tôi sẽ mời các bạn. Các bạn sẽ xem là vai trò của kế toán với các doanh nghiệp mới thành lập thì nó như thế nào. Tôi tiếp tục tôi share cho chúng ta một cái video, được không ạ? Tôi share cho chúng ta một cái video để các bạn hiểu vai trò của kế toán trong doanh nghiệp mới thành lập. Lớp mình nhìn được màn hình của tôi rồi đúng không? Mình gặp rất nhiều startup thì đặc biệt là vấn đề quản trị nội bộ cực kỳ tệ. Quản trị nội bộ tức là gì? Đặc biệt là quản trị tài chính, kế toán, đặc biệt là các mình xin các startup, xin các bạn là hãy, tức là mỗi một cái tâm lý chung của các startup founder mà chính bản thân cá nhân mình cũng đã mắc cách đây khoảng 10-15 năm, đó là rất coi thường cái vị trí của kế toán và các quy trình và nguyên tắc quản trị tiền, dòng tiền ở trong doanh nghiệp. Dẫn đến là chi tiêu vô tội vạ nó là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng đã chi tiêu vô tội vạ rồi mà lại không ghi chép, chính vì vậy nên là cũng thực tế là có rất nhiều startup khi mà gặp nói chuyện với founder rất hay,
nghe thị trường rất tốt, nghe ngách rất là tuyệt vời. Đấy, và bảo là em lợi nhuận rất cao ở kia. Khi mà vào thẩm định chẳng làm gì à, tất cả thấy là không có một ghi chép, không có chứng từ. Đấy, và chi tiêu rồi thu chi toàn tiền mặt. Đấy, thế là nên là các bạn làm lãi to lắm. Nhưng mà vào nhìn sổ sách ở xa trên tài khoản ngân hàng chẳng thấy đâu. Đấy, thế là cuối cùng là phải drop deal. Hoặc là có những deal mà mình thích lắm thì cuối cùng phải dùng bạn ấy thôi. Em ạ, bây giờ chúng ta đi bỏ công ty này đi. Mình phải chơi cái chiêu như này. Bỏ công ty này đi lập, anh em mình đi lập một công ty mới. Anh sẽ giúp em set up hoàn toàn mọi thứ từ đầu thật ngon trong vòng vài tháng. Nếu mà đúng như những gì em nói, anh ghi chép lại được kế toán đúng như gì em nói, đúng như em nói thì anh sẽ mới đầu tư. Chứ còn bây giờ là toàn là cho các shop ăn bánh vẽ. Lên vẽ xong rồi lúc vào thì đúng là như các cụ nói là một cái điển hình của đầu tư thất bại ở trong chuyện cổ dân gian Việt Nam ấy. Đó là câu chuyện là mua đất biệt sở để tưởng là đấy dẫn là sát sắp dẫn là sát ra hoàn ở đây toàn bộ đàn đàn vịt kia của em đến lúc sắp trả tiền xuống phiên mua rồi đến bắt thì việt được việt nó bay đâu đi hết mất thì đấy là hết. Và nếu mà các bạn mắc phải cái lỗi đó đấy, thì việc raise fund gọi vốn là cực kỳ khó khăn. Thì chính vì vậy nên hãy quan tâm đến việc làm kế toán cho chuẩn chỉnh ngay từ hôm nay, đó là duyên hết sức chân thật. Ok, các bạn có biết là cái ông vừa phát biểu đấy là ai không ạ? Tôi mình có ai biết ông đấy là ông nào không? Ok, hàng nhanh nhở. Hàng có quan tâm đến chương trình Shark Tank không? Đúng rồi, đây là Shark Bình ạ. Thực ra thì chúng ta xem Shark Tank để chúng ta xem về mặt ý tưởng. Và thứ hai là chúng ta xem là vai trò của tài chính ấy, với những startup thì nó như nào. Các bạn sẽ thấy rằng là các chủ doanh nghiệp là những người mà người ta có ý tưởng và người ta có cái kỹ thuật ấy, rất là tốt. Thế nhưng mà khi mà hỏi về việc mà quản trị tài chính tại doanh nghiệp đó như thế nào thì có khi người ta chẳng biết gì cả. Và nó dẫn đến là khi mà lên Shark Tank nó có nhiều câu chuyện, các bạn nhìn thấy không ạ? Là hỏi đến lãi lỗ như thế nào, là thậm chí là không biết là bây giờ có bao nhiêu tiền luôn. Đấy, thì